Nhiều năm nay, không ít game thủ Việt đã trải nghiệm các phiên bản PC và mobile của tựa MMORPG kiếm hiệp Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao tại Trung Quốc và gắn bó lâu dài. Trò chơi này đã chiếm được cảm tình của người chơi bởi chất lượng đỉnh cao về mọi mặt, từ đồ họa, gameplay cho đến lượng nội dung ấn tượng. Tuy nhiên, đây không phải là cách tốt nhất để thưởng thức game, vì một lý do đơn giản là rào cản ngôn ngữ khiến việc cảm nội dung Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao không dễ dàng. Điều này sẽ thay đổi bởi nhà phát hành VNG Game vừa chính thức công bố rằng Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile sẽ đến tại game thủ Việt, khởi đầu bằng bản Alpha Test. Đây sẽ là phiên bản chuẩn khởi chỉnh để việc hóa hoàn thiện và vận hành với đội ngũ dày kinh nghiệm của VNG Games, đem lại cho người hâm mộ của lòng nói riêng và fan kiếm hiệp nói chung trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Thế giới võ hiệp bao la chờ đợi bạn. Bắt nguồn từ MMORPG 3D của Tencent, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao lần đầu tiên xuất hiện trên PC vào năm 2015, lấy vào cảnh thế giới võ hiệp đầy lãng mạn của Cổ Long. Đây là một thế giới cực kỳ rộng lớn. Nhà phát triển Aurora Studio từng hé lộ rằng bản đồ của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile lớn gấp 18 lần so với siêu phẩm RPG Skyrim và được điều tiết bằng hệ thống ngày đêm cũng như các hiệu ứng thời tiết từ quen thuộc như nắng mưa đến lạ lẫm như cát vàng và mây trắng. Đội ngũ phát triển cho biết để có thể tạo ra không gian rộng lớn của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, họ đã nhờ đến engine Unity và mất 4 năm trời cày cuốc giữa những công nghệ tiên tiến. Bản đồ vệ tinh được sử dụng để mô phỏng chính xác các địa hình khác nhau trên thế giới, tạo ra 17 loại môi trường và hơn 2.000 loại thực vật. Đây là sự chân thực cần thiết giữa game lấy bối cảnh một thế giới đầy những môn võ học phi phàm. Những phần quan trọng nhất của một tựa game võ hiệp luôn là các chiêu thức võ công. Nhà văn Cổ Long đã trao cho các nhân vật của mình những chiêu thức cực kỳ hoa mỹ, được trao dồi qua muôn vàn trận chiến. Để có thể đem lại cho game thủ trải nghiệm tốt nhất khi nhìn ngắm các tuyệt kỹ vang danh thiên hạ như thế này, đội ngũ phát triển đã tìm đến sự trợ giúp của các nhà chỉ đạo võ thuật điện ảnh. Kết quả là chúng ta có được một tựa game đặc sắc với phong cách chiến đấu tốc độ cao riêng biệt, trong khi vẫn giữ được sự tinh tế và mượt mà trong chuyển động của nhân vật. Gameplay sáng tạo và độc đáo. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đưa game thủ vào một thế giới của những môn võ công đặc sắc chỉ có dưới ngòi bút Cổ Long, cùng cõi giang hồ bao la đầy những kỳ nhân dị sĩ và cũng không thiếu những bậc quân tử anh hùng. Bạn cũng sẽ là một trong số này và không ngừng tham gia vào những trận đọ tài với đông đảo kẻ thù, từ những tên vô danh tiểu tốt đến các bậc cao nhân danh sĩ, bởi người tài giang hồ thần bất do kỷ. Phần chiến đấu trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao kết hợp với việc chọn mục tiêu truyền thống và khả năng điều khiển nhân vật tự do di chuyển, tung chiêu và né tránh. Dù bất kỳ ai cũng có thể chơi được game, nhưng sự khác biệt giữa cao thủ thực sự và kẻ sơ nhập giang hồ là sự hiểu biết và các kỹ năng của mình, từ phạm vi sát thương cho đến thời gian tung chiêu và linh hoạt vận dụng chúng để gây sát thương lớn nhất. May mắn là game cung cấp đủ công cụ giúp bạn làm được điều này, ngay cả những ai mới làm quen với một trò chơi hành động không cần phải lo ngại nhiều, vì Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đem lại phần hướng dẫn rất chi tiết. Một chỉ dẫn chiến đấu của trò chơi giúp game thủ có thể dễ dàng vận dụng các chiêu thức và ghép lại thành các chuỗi combo tùy vào mục đích, ví dụ cần AoE mạnh hay dồn sát thương vào một mục tiêu. Sau khi đã có hiểu biết cơ bản, game thủ có thể không ngừng trau dồi năng lực của mình thông qua các chế độ chơi PvE của trò chơi, đồng thời nhận lấy các phần thưởng quý giá để nâng cấp sức mạnh của nhân vật. Khi đã đạt tới cảnh giới lưu hỏa thuần thanh với các chiêu thức võ công mà nhân vật sở hữu, game thủ có thể tự do tham dự các hoạt động VBBK cũng như thi đấu tranh giải thưởng trong những chế độ liên server đặc sắc. Đây là những thử thách với độ khó cao nhất khi đối thủ của bạn là những nhân sĩ giang hồ khác không kém độ dày dạn kinh nghiệm và cũng hết sức thông minh. Nhưng đó chính là sức hút của một tựa game MMORPG như Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao khi mang về cho người chơi danh tiếng và vinh dự.
说这些，哪儿的话，能交心的。Come on!